bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tập đoàn Hoa Sen chính thức triển khai hình thức bán hàng trực tuyến, truy cập hoasengroup.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần không khí lạnh ở Bắc Bộ đã bước vào quá trình suy yếu, nhưng phần phía Nam nó vẫn tiếp tục dồn xuống Nam Bộ và khiến nền nhiệt đêm ở đây vẫn nằm trong quá trình giảm. Sáng sớm ngày hôm nay, nhiệt độ đo được tại huyện Tân Phú, Đồng Nai đã giảm xuống mức là 17,5 độ, trời rét. Và không chỉ miền Đông mà ngay cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ đều xuống mức rét nhẹ là từ 19 đến 21 độ. Dự báo đêm nay mức nhiệt này sẽ ổn định chứ không còn giảm thêm nữa. Còn trưa và chiều ngày hôm nay thì khắp Nam Bộ trời nắng đẹp và không khí thoáng mát. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ. Với miền Trung thì thời tiết chiều thứ Bảy chủ yếu là nhiều mây, trời mưa vài nơi và nhiệt độ có xu hướng tăng chậm. Cao nhất chiều ngày hôm nay ở các thành phố như ở Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế là 17 đến 18 độ, trời vẫn còn rét. Đà Nẵng, Quy Nhơn trời lạnh và nhiệt độ là 21 đến 22 độ. Nha Trang và Phan Thiết gió thổi mát và nhiệt độ là 27 đến 29 độ. Ở miền Bắc trong chiều ngày hôm nay trời có thể nắng nhẹ ở khu vực phía Đông và giúp cho nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hải Phòng là 18 đến 19 độ. Trong khi đó, thành phố Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên Phủ khá nhiều mây, trời rét, nhiệt độ là 14 đến 16 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực ven bờ từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió cấp 6, giật cấp 8 biển động và đêm thì gió yếu dần. Còn khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9 biển động. Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8 và giật cấp 9 biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, trời mưa dông đi kèm với cả nguy cơ lốc xoáy. Các quần đảo như là Phú Quốc, Thổ Chu, nắng ráo, gió cấp 4, cấp 5. Tiếp theo là dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối ngày hôm nay.